VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Các bạn thân mến, nếu như mà các bạn đang trong công cuộc tìm kiếm một bộ loa như ý thì chắc chắn rằng các bạn sẽ luôn quan tâm cũng như là thắc mắc đến những câu hỏi. Đấy là tìm một chiếc loa nào có chất lượng tốt, giá rẻ mà lại bền. Chiếc loa đó có thực sự phối ghép được với những thiết bị mà bạn có sẵn có hay không? Và việc căn chỉnh chiếc loa có dễ dàng nếu như bạn không phải là một chuyên gia? Và VDA sẽ giải quyết 3 vấn đề trên một cách nhanh gọn chỉ bằng một sản phẩm, đó chính là loa E3K103. Nói về chất lượng âm thanh, E3K103 tự tin không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào trong tầm giá. Với thùng loa được làm từ gỗ cây sùi dày, giúp cộng hưởng âm thanh tốt cho chất âm ấm áp, mềm mại, cộng thêm công suất lên tới 250W cùng thiết kế mặt trước hình quạt, khả năng lan tỏa âm thanh của E3K103 luôn đạt chất lượng cao, nhất là trong không gian khoảng 20-25m². Nhưng điểm đặc biệt nhất của E3K103 đó chính là âm bass với trường âm rộng, tần số phản hồi trong khoảng 35-18.000Hz. E3K103 tái tạo âm bass sâu, nội lực mà không gây chói tai, lại còn tăng thêm độ trầm bổng cho bản nhạc nữa. Còn nói về độ bền của E3K103 cũng nổi trội không kém, nhờ lớp sơn phủ nano đen nhám ở bên ngoài và lớp khung lưới thép ở mặt trước làm tăng sự bền bỉ của thiết bị, hạn chế hư hại hay hiện tượng ẩm mốc do khí hậu nhiệt đới của Việt Nam gây ra. Dù vậy, điều ngạc nhiên nhất là các bạn hoàn toàn dễ dàng có thể sở hữu được chiếc loa E3K103 với một mức giá cực rẻ, đó là 8.900.000 đồng. Đây là một mức giá rẻ hơn so với những dòng loa karaoke khác. Đặc biệt, đấy là lợi thế âm bass tuyệt vời, có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản kha khá trong việc không cần phải mua loa shop để hỗ trợ bass như các dòng loa khác. Nếu bạn còn chút băn khoăn trong việc phối ghép cùng các thiết bị đã sẵn có thì cũng đừng quá lo, vì với trở kháng 8 ohm, E3K103 dễ dàng kết hợp với các dòng âm ly hay cục đẩy công suất thông dụng trên thị trường. Đó là chưa kể tới việc bạn đang lo lắng vì không biết cách cài đặt hay tùy chỉnh dàn âm thanh. VDA chúng tôi cam kết dành tặng cho bất cứ khách hàng nào mua E3K103 dịch vụ căn chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, VDA còn ưu đãi thêm cho bạn một cặp giá treo loa cùng 20 mét dây loa xịn đồng giá trị 300.000 đồng. Nào, còn ngần ngại gì nữa mà các bạn không nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho số hotline của VDA 0902 699 186 để nhân viên tư vấn có thể hỗ trợ bạn mua sản phẩm bạn nhé.